chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chơi mình bây giờ đang là chiếc điện thoại iPhone 12 Pro. Và bộ đôi iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã chính thức được bán ra rồi. Nó cũng đã về Việt Nam rồi. Bọn mình đã có video trên tay rồi, đã có video đánh giá chi tiết rồi, test game rồi, làm các kiểu con là điều với cả những cái chiếc điện thoại như thế này rồi. Tuy nhiên, có một cái nghịch lý hiện tại vẫn đang xảy ra, đó là mặc dù bộ đôi iPhone 12 và iPhone 12 Pro đang được bán ra ở thị trường Việt Nam, nhưng những cái thế hệ iPhone cũ nó vẫn chưa giảm giá. Đấy là một cái nghịch lý đấy. Nếu bây giờ mình cho các bạn xem cái giá bán tham khảo của những sản phẩm sau tại ClickBuy thì bạn sẽ thấy bất ngờ. Ví dụ như là iPhone 11 Pro Max phiên bản 64GB hàng chính hãng VNA nhé, thì đang được ClickBuy với bán với mức giá là khoảng 25.890.000, nghĩa là nó cũng chỉ giảm đi một tí thôi so với cả cái mức giá khoảng 26 triệu ngày trước, giảm một tí không đáng kể. Hay là thậm chí là iPhone 11 Pro Max hàng cũ nhé, vẫn còn đang trên dưới 21 triệu rưỡi cho tới 22 triệu 6 tùy theo phiên bản mà các bạn lựa chọn. Hay là cái iPhone 11 hàng mới chưa active phiên bản 2 SIM lần trước mình nói với bạn ấy, trên dưới 15 triệu. Bây giờ nó vẫn thế, nó vẫn trên dưới 15 triệu, không thay đổi một tí nào cả. Đấy. Hay là iPhone 11 hàng cũ cũng vậy, cũng trên dưới 14 triệu. Thậm chí nhá, là iPhone 11 hàng cũ nó còn cao hơn cả mức giá ngày xưa. Mức giá thời điểm thấp nhất của iPhone 11 về Việt Nam nó chỉ rơi khoảng hơn 13 triệu mà thôi. Đấy là hàng cũ đấy. Tiếp tục nữa nào, iPhone 10S Max vẫn dao động tầm khoảng 13 triệu rưỡi cho tới 14 triệu. Đây là hàng cũ đấy. Rồi là iPhone 10S Max hàng quốc tế chưa active nhé, thì vẫn là từ 15 đến 16 triệu, không giảm tí nào cả. Hay là thậm chí cách đây khoảng 6 tháng rồi, nửa năm rồi, mình có nói cho các bạn là cái iPhone 10R giá rất là ngon, tầm khoảng trên dưới 10 triệu, thì bây giờ nó vẫn thế. Các bạn cảm thấy sao? Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái video vlog nho nhỏ chia sẻ về việc là tại sao những cái sản phẩm iPhone cũ này nó vẫn chưa được giảm giá. Bởi vì rất đơn giản thôi, những cái gì mà cái iPhone 12 Pro và iPhone 12 thể hiện là không đúng như những cái kỳ vọng của người dùng. Đấy, đặc biệt là ở cái khoản hiệu năng. Các bạn biết rồi đấy, người dùng kỳ vọng là nó sẽ có một cái hiệu năng nó vượt trội, thậm chí là vượt rất xa so với Android. Thậm chí là có nhiều bạn nói là khoảng hơn năm sau Android cũng không thể đuổi kịp iOS ở thời điểm bây giờ. Nhưng không, con chip Apple A14 kết hợp với cả hệ điều hành iOS chưa ổn định thì nó đã khiến cho chiếc iPhone 12 và iPhone 12 Pro xảy ra hiện tượng đó là chơi game PUBG và liên quân không được 10, đặc biệt là game PUBG. Và thêm nữa đó là nếu mà chạy AnTu thì sản phẩm nó sẽ khá nóng lên. Đấy, còn một tựa game mà nó chơi rất mượt mà, đấy là cái tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến trên phiên bản mobile đấy. Tuy nhiên với tựa game đó thì ngay cả cái con chip Snapdragon 730 nó cũng đã chơi mượt rồi. Chả lẽ Apple A14 lại không chơi mượt được? Như thế thì chết đúng nào. Đấy. Và mình nghĩ rằng là cái vấn đề hiệu năng là cái vấn đề mà khiến cho người dùng đang tương đối buồn. Người dùng vẫn đang chờ đợi, vẫn đang mong ngóng ấy chứ, đúng nào. Tiếp tục nữa nhá. Những cái vấn đề xảy ra ở trên những cái sản phẩm iPhone 12 này và 12 Pro mà mình có phản hồi lại trong một cái video tổng hợp tất cả những cái lỗi, những cái phàn nàn của người dùng sau khi người ta đã mua và sở hữu cái bộ đôi này. Đấy, chứ còn nếu mà bạn nào mà chưa sở hữu thì thôi, chúng ta cũng không nên comment theo phong trào, theo đám đông làm gì cả. Cứ sở hữu đi, cứ cầm trực tiếp ở trên tay đi thì lúc đó mình nói mới chính xác. Hoặc là giống như mình đây, mình cũng chẳng cần phải mua nhưng mà mình được cầm nắm, sờ mó trong vòng khoảng cả tuần trời thì chắc chắn là mình sẽ đưa ra được những cái đánh giá nó rất là khách quan, đúng không nào? Đấy, ví dụ nhá, cái việc là cái màn hình của nó rất là dễ xước. Các bạn có cảm thấy không ạ? Mình đã cho các bạn xem rồi trong video thực tế luôn, có gì nói vậy. Cạnh màn cái phần cạnh viền này thì nó khá là cấn. Và thậm chí là có người dùng ở bên nước ngoài họ đã bị đứt tay, kiểu nó sắc quá nó đứt tay. Cá nhân mình thì chưa xảy ra cái điều đó, nhưng mà với việc cầm lâu ấy, nó vẫn sẽ xảy ra những vết hằn ở trên cái tay của các bạn này là có. Hiệu năng chưa được như kỳ vọng thì vừa nãy mình cũng đã nói rồi. Pin thì cũng chưa được như kỳ vọng. Đấy, hay là cái camera thì không quá nhiều sự khác biệt. Và đối với cả cái phiên bản Pro này thì một số bạn, các bạn sử dụng thô bạo hơn mình chẳng hạn,
thì nó đã xảy ra những hiện tượng bị chóc viền rồi, chóc viền ở đây. Thì các bạn cũng cần phải chú ý điều này. Đấy là còn chưa kể là một số anh em khác thì bảo là lỗi nứt kính rồi lỗi nứt cả cụm camera, nhưng mà mình thì mình nghĩ là mình không gặp cái điều đó. Giải quyết bằng cách là đeo thêm ốp lưng thì nó cũng giải quyết được hết vấn đề thôi. Vậy thì ngoài cái yếu tố đó ra thì yếu tố gì khiến cho những cái sản phẩm iPhone cũ ngày xưa nó vẫn chưa được giảm giá? Bởi vì rất đơn giản thôi, hàng lóc chưa về Việt Nam. Đấy, nếu như các bạn để ý thì ví dụ như là năm ngoái chẳng hạn, sau khi iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max được bán ra ở thị trường Việt Nam thì chỉ sau đó khoảng 1 tuần cho đến 10 ngày thôi là đã có hàng lóc về Việt Nam rồi, rất nhanh luôn. Và mức giá hàng lóc nó quá rẻ đến mức độ là những sản phẩm khác nó phải giảm giá xuống. Nhưng hiện tại bây giờ là iPhone 12 lóc và iPhone 12 Pro lóc vẫn chưa về Việt Nam. Bây giờ chia sẻ với các bạn là hàng xách tay về Việt Nam rất là khó. Đấy, nên là chưa, ví dụ bây giờ các bạn tưởng tượng xem cái con iPhone 12 Pro lóc này nhá, ví dụ con iPhone 12 Pro này nó phiên bản quốc tế rồi, nhưng mà hàng lóc của nó rẻ hơn khoảng 5 triệu đi. Ví dụ con này là 21 triệu, nó rẻ hơn khoảng 5 triệu, nó rơi vào khoảng 16 triệu đi. Thế thì mình đảm bảo luôn, chắc chắn là những sản phẩm iPhone cũ nó phải giảm, nếu không thì không thể bán được. Nhưng mà rất tiếc, hàng lóc bây giờ vẫn chưa về được. Đây, tất cả anh em, bạn bè, rồi là những anh em quay phim rồi review trong phòng của mình này vẫn đang chờ hàng lóc về nhưng nó vẫn chưa về được. Và cái lý do cuối cùng nữa đó là bản thân chính những sản phẩm iPhone cũ bây giờ về, cái số lượng về nó cũng không được nhiều như ngày xưa nữa. Các bạn thấy được không? Nếu như ngày xưa thì iPhone xách tay về ào ạt luôn, về rất là dễ dàng, nhưng bây giờ không thể về dễ hơn ngày xưa nữa. Nên là cái vấn đề là nhu cầu thì có lẽ là vẫn như vậy thôi, nhưng mà nguồn cung nó sẽ ít đi thì chắc chắn là giá sẽ không thể giảm được rồi. Đấy, đấy là một số những nguyên nhân khiến cho những sản phẩm iPhone cũ bây giờ nó chưa được giảm như kỳ vọng. Thậm chí này, các bạn nhìn này, một cái iPhone 11 Pro Max hàng cũ thôi đang được bán tại ClickBuy với mức giá là 21 triệu rưỡi, nó bằng với cả mức giá của iPhone 12 Pro hàng mới tinh, chưa active, đầy đủ hộp phụ kiện. Thì các bạn thấy là cái độ tụt giá nó gần như là không có. Đấy, thì các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết. Rồi, tất cả những thông tin về những chia tại trên các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của ClickBuy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.